Alo alo, ok. Hôm nay là một ngày đặc biệt, cả nhà mình đang chuẩn bị đi tới một nơi. Các bạn thử đoán xem chúng mình sẽ đi đâu nào. Tết xa nhà nhưng không xa lòng. Hãy cùng Dũng Mori ghé thăm Tết của các bạn du học sinh, thực tập sinh đang sống tại Nhật Bản nhé. Rồi, được rồi. Wow. Đói quá rồi, ăn đi. À, đúng rồi. Ai dạ dạ. Không, phải gọi là gì nhỉ? Cảm ơn mọi người đã đón chào mình. Đây chuẩn Việt Nam luôn nha, chuẩn Việt Nam. Học tiếng tiếng mới sang thì không biết tiếng. Rồi Việt Nam mà học hết 25 bài. Thì nói chung là vất vả từ ban đầu. Mới thì đi làm show gì khách sạn. Show gì khách sạn thì mình tiếng không biết mà. Mà rõ ràng mình không sai mà vẫn bị mắng. Nhưng mà kiểu tuổi sau cứ về cứ cố gắng ở đây cái đấy động lực để học. Sau mấy tháng hồi ra phỏng rồi mới sang thì không ai giới thiệu cho. Cứ mới thì nên theo mạng cách xin việc ở Nhật thế nào ấy. Bắt chiếc mới thì mới đầu là điện. Mới đầu là điện thoại đến thì người ta gọi ăn là đêm qua đi không biết gì tắt máy luôn. Xong lần sau lấy sự cản đản lần thứ hai điện thì bắt đầu không biết nói gì này. Shibotomo Shishitemasuka thế nó hỏi thế là nó cũng hiểu thế là sau nó bảo nói tên rồi ngày tháng nhưng mà tại vì sau nó hẹn ngày nào đến được phỏng vấn rồi phải 3-4 lần không được. Đến lần tư thì đăng ký ở cái trên mạng nó có cái hiểu cái quán ăn ấy. Đăng ký hồi đấy thì đi phỏng vấn là được. Hồi đấy may là quán thiếu người, vào đấy làm là được. Thế là suốt cái quán bây giờ em vẫn đang làm. Coi như trải qua nhiều công việc nhưng quán đấy là nâu nhất. Bây giờ đang làm hơn 3 năm. Mới sang Nhật sau 3 tháng là làm quán đấy đến bây giờ. Sau đó thì làm nhiều combini. Có bao nhiêu công việc nào có hết rồi nhưng có mỗi Yamato là chưa được làm. Sau thì đi làm ở quán nhậu, sau là quán bây giờ quán thịt nướng. Sau này chạy Uber và là đúng là may là mình sang nhà tiêu du học mình cứ trải nghiệm cái nọ kia tuy là buồn thất bại nhiều nhưng mà nghĩ lại vẫn thấy may ấy. Thì đi làm ngày nào cũng bình đứng xếp hàng chả nói chuyện với ai ấy. Hết 35 mà về đúng là nó chả có cái sinh hả? Cái tự học này quan trọng nhất đấy. Thường là mình phải đọc qua cái sách trước sau này thường em nhìn cái đấy để em tàu em ôn lại tại trên tàu thì mình có thời gian để mình xem lại ấy. Đúng rồi. Thế là dự định nếu mà học vào đại học học ngành gì thi vào ngành gì? Giáo dục. À, giáo dục hả? em xong về Dũng Mô đi làm nhá. Em thích con người thích nói mà. Ngày xưa thế xong về Dũng Mô đi làm nhá. Mong thầy cô đang tìm những người về giáo dục đây. Em nghĩ nghề dạy cái nghề nó phải mình ví dụ mình học với nó hay là mình yêu thích nó mình đặt hết cái gọi là nên là như trong tiếng Nhật rồi kimochi của mình đưa vào trong đấy thì cảm xúc với tâm huyết của mình vào thì mình sẽ làm cái đấy mới hợp ấy chứ còn nhiều người cứ nghĩ là kiểu là có là một là hai dạy ấy, nhưng mà khi mà mình không đặt hết vào mình không hiểu hết cái tâm lý của học sinh ấy nên là khó tại vì ngày xưa em cũng từng thử dạy rồi em hiểu ngày xưa em mở lớp vào đây mà cái bảng ở trong kia em mở có mấy chị đây học mà em hiểu mà hiểu nhiều nhiều trải nghiệm nhỉ. Đúng, trải nghiệm tuyệt vời nhất là gì kể thử nào. Trượt nhiều nhất. Hồi em định về rồi mà thi trượt môn, cái gì cơ? À, trượt em thi sinh môn trượt 4 lần. Nghĩ của chẳng nhẽ mình đến Nhật mất tiền nên để học cũng không được cái gì về thế này không biết là thế nào. Trước lúc sang Nhật thì em thi trượt đại học. Trước nên em định thi em chả biết thích gì ấy. Cắm đầu định thi vào đại học. Đúng rồi. Định thi vào đại học Hà Nội ấy. Sau trượt. Bảo ở nhà ôn lại nên sau bắt đầu nghĩ lại và chả biết mình có thích không. Mà nhìn thấy ai bác sĩ vất vả mà bọn nó học mà nó kêu vất quá. Nghĩ lại bảo mình không biết mình vất thế này mình có chịu được không. Nên là quay ngoắt 180 độ để đi Nhật. Thế là hiện là đón Tết thứ mấy bên Nhật rồi? Tết thứ 3. Nhưng mà con này vất quá nhỉ. Trước cũng để ở nhà một tháng để sang ra hạn visa xong nếu không chịu nổi đêm nào khóc thôi quay về đón khóc hết nước mắt phát trầm cảm luôn này khóc hết nước mắt và thế này thì không một tâm trạng đồng cảm hai bà con hai bà mẹ đồng cảm với nhau không một tâm trạng lòng các ông không làm. Hiểu đâu nhờ. Người ta gọi là gì nhỉ? Ruột đau như cắt nước mắt đúng câu đấy thật. Đến là phải có lì xì luôn. Nào đến đây nào. Wow, bay được này.
Chưa về lần nào. Trời ơi. Lý do? Lý do là năm 2020 á, là trước khi tốt nghiệp em mua vé xong hết em về rồi. Nhưng mà lại dịch, tự nhiên cái bùng dịch, cái thế là em không về được. Còn lý do sâu xa là do là em chưa học hành gì ra cái gì hết á. Chưa đủ tự tin để về đúng không? Mọi người ở Nhật lâu lắm, mọi người sẽ biết là có tiếng Nhật phát là mình thấy có nhiều cái như là những tự do hơn á, cơ hội nhiều hơn, cuộc sống nó thích thú hơn nhỉ, thú vị hơn. Trường em học từ 9 giờ sáng cho đến đến 4 giờ rưỡi luôn. Xong rồi em về em phải đi làm thêm từ 6 giờ cho đến 9 giờ tối. Nói chung là vừa làm vừa học. Xong rồi làm vậy ạ. Giờ nghĩ lại không hiểu sao lúc đấy mình vượt qua được hết. Nói chung là cái số em học tiếng Nhật nó cực ơi là cực luôn. Lớp em là có mười mấy bạn là cái đợt đấy vô cùng em đúng không? Cái xong học xong N5, học xong N4 được nửa chừng, mấy bạn nghỉ hết. Hả? Nên là em đi qua Nhật hồi 6 tháng, học 6 tháng tiếng Nhật xong là qua. Cái xong rồi đợt đấy như là làm hồ sơ trễ sao ấy, không kịp nhập học, cái lại phải ở lại. Mấy bạn đi nghỉ hết, tại mấy bạn đi sợ là lần sau sẽ không được qua ấy. Còn mình em. Đó, cái xong mấy bạn nghỉ hết, còn có em với một bé kia nữa là theo. Nhưng mà đâu có lớp nào đâu, tự nhiên giữa chừng như vậy người ta một lớp thì mấy lớp kia thì học cao hơn, một lớp thì kia thì mới vô mới học thần năm. Cái em cứ học vất vưởng mới nó đến một năm sau em mới qua. Thế em qua được rồi đúng không? Dạ. Lại qua được rồi, được 5 năm, 6 năm rồi đấy. Em đi làm 5 năm xong rồi em đủ tư cách để thi lấy cái bằng Care Manager, là cái bằng bên tư vấn ấy. Đó, thì em dự định là sẽ lấy cái bằng đấy để sau này công việc đó vất vả hơn, thu nhập cũng ổn định hơn. Dạ. Tốt quá rồi, yên tâm quá. Những người đến với số 1 đi, mọi người ai cũng công ăn việc làm ổn định. Ôi là bài dạy ngữ pháp của cô á, trời ơi, em mê lắm luôn. Thấy á, mê lắm thật. Cô dạy hay. Không phải quảng cáo nên mà hay lắm. Thường á, nếu mà mình kiểu học lõng bõm á thì mình sẽ dễ bị, gọi là gì nhỉ, bị nản á. Còn nếu như mà mình cảm thấy là mình thiếu được cái nờ nào ấy, mình học chỉnh chu lại từ cái nờ đấy thì học càng lên cao mình sẽ càng chắc lên. Chứ còn chính là cái trường hợp mà kiểu học N3 kiểu mang máng xong rồi lên học N2 vẫn lắm. Tức là mọi người hay hình dung sai một cái là gì nhỉ, em chỉ muốn học giao tiếp thôi chẳng hạn. Thì khi mà các bạn nghĩ là em chỉ muốn học giao tiếp thì em cứ đi ra ngoài em nói em nghĩ là em nói được mấy câu nói chuyện với người ta sẽ ok, nhưng mà thực tế không phải. Bởi vì là để mà giao tiếp được thì mình nên có một cái vốn tư vựng, hoặc là một cái vốn ngữ pháp nhất định, ít nhất phải đến tầm N3. Đấy, thì nếu mà em học mất công là vừa theo cái lộ trình kia mà mình học, không phải chỉ để đi thi đâu, mà mình chắc được cái kiến thức đến N3 xong rồi mình vận dụng kiến thức đấy ra ngoài. Em cứ khi mà em học đến N3 ấy, xong em thì sẽ đi ra ngoài em thấy là tự nhiên hôm nay mình gặp được rất là nhiều những cái mẫu câu hay những cái từ mà người ta nói mà trước kia mình không biết, là bây giờ mình đã học rồi ấy, tự nhiên lúc đấy em nhớ được và dần dần em sẽ nói được lên. Thì theo cô nghĩ thì nếu mà mình cứ suy nghĩ là em chỉ muốn học giao tiếp thì đôi khi cái đấy nó sẽ khiến cho mình kiểu không nghiêm túc với việc học ấy. Thì thà mình cứ bảo là mình sẽ theo một cái lộ trình như thế này, thì sau đó mình sẽ học đến ở một cái mức gọi là để giao tiếp được, cứ đến tầm N3 là ok đấy. Còn nếu mà được muốn nói khá hơn, giỏi hơn nhỉ, muốn làm nhiều hơn thì nhiều cái tầm N2. Sai so wa gu Sanken po Aiko de sho. Sai so wa gu Sanken po Aiko de sho. Gata 1, 2, 3. Sao nhìn cô vô. Anh nhìn lại. 1, 2, 3. Mèo. Cùng là mèo nhá. Mèo là mèo nhá. 1, 2, 3. Ngon không con? Quay có cái quay cách nào mạnh này. Chưa em chưa quay. Là kêu là lần đầu tiên ấy. Thôi là lần đầu tiên thôi. Cô Nga là người sống đơn giản đúng không? Yeah. Wow. Đây đúng không? Dạ đúng rồi. Khi phố lên đèn thì em lên rồi. Không phải là thầy cứ tưởng là gì nhở? Em lên phố đèn đỏ. Em hiểu lắm rồi, em không có đi đâu. Đang đọc nhá em. Hôm nay nhân tiện thì có thầy Dũng, cô Thanh, biết Sơn đi thăm nhà thì em cũng không biết nói gì. Trước tiên là cảm ơn thầy cô rất là nhiều. Nói chung hôm nay em rất là vui, không ngờ là thầy cô sẽ đến thăm em như vậy. Thì cũng là một người học tiếng Nhật, đi học xem môn, tốt nghiệp xem môn và bây giờ đi làm, thì mình cũng gửi lời đến tất cả các bạn đang học tiếng Nhật cũng như đang sinh sống ở Nhật.
nói chung là bất cứ gì liên quan đến tiếng Nhật. Thì ở một cái đất nước mà người ta không phải là ngôn ngữ của mình á, thì để trong cuộc sống của mình nó trở nên tốt đẹp hơn, là bất cứ một việc gì nó dễ dàng hơn á, thì điều quan trọng là mình hiểu được ngôn ngữ của họ. Nên việc học tiếng Nhật rất là quan trọng. Nói chung mình không có học giỏi tiếng Nhật, chỉ đủ giao tiếp thôi. Nhưng cũng có nhiều lúc mình học mình cũng rất là nản á, nhưng mà mình nghĩ sau này tương lai của mình muốn trở nên nó sẽ tốt đẹp hơn, thì mình học chắc tiếng Nhật một xíu thì sau này mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Chúc mọi người có nhiều động lực, có nhiều sức khỏe. Hi, xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Hiếu. Hôm nay rất là vinh dự khi có thầy cô đã đến chơi nhà mình, gọi là xông nhà đầu năm mới. Thầy cô đã đến năm nay này, chắc chắn năm nay là sẽ phải cố gắng hơn trong tiếng Nhật rồi. Đấy, thì đây là góc học tập của mình. Thầy cô muốn cho mọi người xem một chút về góc học tập của mình. Thì ngày xưa là 2 năm trước thì mình sống ở Tokyo, học 2 năm trường tiếng, nhưng mà do một chút cái điều kiện kinh tế nên là mình đã chuyển xuống vùng quê. Đấy, trong cái rủi nó lại có cái may. Đấy, về vùng quê thì cái nhà của mình rộng hơn, thì một cái góc học tập mà mình ao ước hàng bao nhiêu năm đi sang Nhật thì bây giờ đã thành hiện thực rồi. Đấy, thì đây có để mọi người xem, đây là chỗ để sách của mình. Đây là những cái câu châm ngôn mình dán lên đây để mình vượt qua được những cái nười. Đấy, còn đây là cái học tập của mình, rất cũng là đơn giản thôi, không có cái gì là quá là cao siêu cả. Đấy, thì rất mong là mọi người sang năm 2022 cũng sẽ luôn giữ được một cái tinh thần cố gắng, rèn luyện sức khỏe và có những cái trải nghiệm mới, rồi thì cố gắng trong học tập để là cho mình được một cái vốn sống làm sao nó phong phú về sau này, tại vì không phải ai cũng sang được Nhật mà. Sang được Nhật thì mình cố gắng là mình có càng có nhiều trải nghiệm thì mình sẽ có những cái vốn sống phong phú riêng của mình. Rất mong là mọi người sẽ cùng nhau cố gắng. Không biết là bố mẹ có xem được video này không, nhưng mà 6 năm Tết năm nay là cái Tết thứ 6 rồi, không có đón Tết với chung với gia đình, thì nói chung là rất là nhớ bố mẹ. Rất là cảm ơn bố mẹ đã tạo cơ hội cho con được qua bên này. Cảm ơn tất cả những người thân xung quanh luôn ủng hộ và giúp đỡ con để con có ngày hôm nay. Hy vọng là dịch bệnh sẽ mau ổn để con có thể trở về bên vòng tay yêu thương của bố mẹ. Wow.